Xin chào các bạn. Các bạn hãy cùng tôi hôm nay đi tham quan đền Voi Phục. Đền Voi Phục có tên chữ là Tây Trấn Từ, là một ngôi đền trong Thăng Long Tứ Trấn của thành Thăng Long xưa, gồm 4 ngôi thờ bảo lan. Đền tọa lạc tại số 362 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cạnh công viên Thủ Lệ. Đền Voi Phục thờ phụng Hoàng tử Linh Lang, sinh 1064, ngày mất không rõ, có công tích là tướng quân đánh Tống. Và điện mẫu là thờ thứ phi của Lý Thái Tông, Dương Thị Quang. Đây là bút tích của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đến thăm đền năm 1976. Đây là cổng tam quan ngoài của đền. Trên cổng còn ghi rõ khẩu hiệu: lễ kỷ niệm 947 năm ngày Đại Yến khao quân vào 12 tháng 9 năm Quý Mão 2023. Đền Voi Phục được dựng năm Trương Thánh Gia Khánh thứ 7, tức 1065, đời vua Lý Thánh Tông, ở góc tây nam thành Thăng Long cũ, thờ Linh Lang Đại Vương, tức thần Linh Lang. Theo sử sách ghi lại, thần Linh Lang là hoàng tử nhà Lý. Hoàng Trân, con vua Lý Thánh Tông, đã giúp vua cha chống quân xâm lược Tống bên bờ sông Nguyên Điển, nay là sông Cầu, bất nghịch và đã hy sinh. Để nhớ công lao của hoàng tử, đức vua Lý Thánh Tông sắc phong cho hoàng tử là Linh Lang Đại Vương và cho xây dựng đền thờ, và cho tạc hai con voi đá nằm phủ phục trước cửa đền. Sau này dân chúng câu đảo gọi luôn là đền Voi Phục. Đây là cửa đền thờ với hai trụ cổng. Hai bên có hai con voi đá nằm phục phục trước cửa. Qua khỏi cổng ngoài của đền, bên phía tay trái là có ban thờ Bạch Hổ. Khuôn viên của đền ngày nay đã được nhân dân thủ đô tân tạo lại rất là khang trang và đẹp mắt. Trước mắt chúng ta là tam quan trong của đền. Hai cửa tam quan này đều nhìn về hướng đông nam. Chính điện của đền lại nhìn về hướng đông, phía hồ Thủ Lệ. Trong khuôn viên của đền rất nhiều bóng cây. Từ sân tiền tế của đền để xuống cái giếng hình bán nguyệt là có nhiều bậc đá cao. Từ giếng cổ hình bán nguyệt để lên sân tế, chúng ta đi theo những cái bậc đá cao này. Trước mắt chúng ta là điện thờ Hồng, vùng tiền đường ba gian hai dĩ. Trên mái nhà tiền đường có cặp rồng trầu. Hai đầu hiên có xây áp vào hai mái nhỏ che cặp lửa kế hồng bạch.
trong chính điện bày lộ bộ và hai bên bàn thờ là đôi hàng đồng. Bên trái có một chiếc trống đạn và bên phải có một chiếc chuông đồng. Hậu cung thượng điện gồm 3 gian, có các bàn thờ với một số pho tượng bằng gỗ và đồng. Trong điện thờ thánh, chúng ta thấy rất nhiều hoành phi và câu đối bằng chữ Hán, được sơn son thiếp vàng lộng lẫy, nội dung chủ yếu ca ngợi công đức và sự thiêng liêng của các thánh thần. Sau điện thờ thần Linh Lang là điện mẫu nơi thờ phi tần thứ 9 Dương Thị Quang của vua Lý Thái Tông. Trong điện mẫu rất nhiều ban thờ mẹ, trên đó có rất nhiều các bức tượng và hoành phi câu đối bằng chữ Hán. Đây là bàn thờ thớt voi của đại vương Linh Lang. Sau khi chiêm bái và tham quan xong khu vực đền Voi Phục, du khách có thể sang thăm viếng và thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ của nhân dân phường Ngọc Khánh. Lễ hội chính thức của đền Voi Phục hàng năm được tổ chức vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 âm lịch. Thế là hôm nay các bạn đã cùng tôi thăm chiêm bái đền Voi Phục, một trong những tứ trấn của Thăng Long. Lần nữa rất mong các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.